Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của tin tức mới và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi nhé! Jack bất ngờ bị lên sóng VTV giữa lúc bê bối tình ái chấn động, lý do khiến cộng đồng mạng vô cùng hả hê. Giữa lúc bê bối tình ái còn chưa lắng xuống, nam ca sĩ Jack lại tiếp tục bị gọi tên trên VTV, lý do khiến cộng đồng mạng vô cùng hả hê. Những ngày vừa qua, Jack là cái tên gây bão trên khắp mạng xã hội, những ồn ào bắt đầu khi Thiên An, nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong MV Sóng Gió, lên tiếng xác nhận thông tin có con riêng với Jack và quyết định là mẹ đơn thân, vì giọng ca đom đóm yêu đương với nhiều bạn gái trong cùng một thời điểm. Không chỉ Thiên An, một số cô gái khác cũng đứng lên tố giác nam ca sĩ vô trách nhiệm, bội tình và có nhiều hành vi không chuẩn mực. Giữa lúc bê bối tình ái chưa được giải quyết, thì trưa ngày 13 tháng 8, bản tin chuyển động 24 giờ của VTV1 đã đề cập về chuyện nam ca sĩ Jack và trực tiếp nhắc đến ồn ào của sao nam này trong thời gian qua cụ thể sau khi nhắc tới hàng loạt cái tên đình đám như là Seungri của thành viên nhóm Big Bang, Ngô Diệc Phàm đang vướng vào vòng lao lý, Jack là nhân vật tiếp theo được chỉ điểm thẳng tên. Theo lời dẫn thì Jack đang bị tố cáo có mối quan hệ tình cảm với cùng lúc nhiều người, đồng thời che giấu cả việc đã có con. Đáng chú ý trong bản tin còn cắt một phân đoạn nam ca sĩ nói trong một mv ca nhạc với câu thoại, đàn ông làm có bầu mà chối. Ở Việt Nam do thời điểm xảy ra gần nhau, nhiều khán giả và cộng đồng mạng cùng so sánh các sự việc trên với sự việc nam ca sĩ Jack, nam ca sĩ bị tố cáo có nhiều mối quan hệ cùng lúc với nhiều người và che giấu việc có con. VTV nhận định dù ồn ào của Jack không liên quan tới pháp luật và không thể so sánh mức độ nghiêm trọng với vụ việc của hai ngôi sao đình đám châu Á kia, tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là về lối sống và đạo đức của nam ca sĩ sinh năm 1997 này. MC chuyển động 24 giờ nhận định Jack sau đó cũng lên tiếng thừa nhận việc có con và xin lỗi người hâm mộ cùng các đối tác thế nhưng hình ảnh của nam ca sĩ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sau sự việc này bản tin cũng nhấn mạnh sự nổi tiếng của các nghệ sĩ bắt nguồn từ tài năng của họ và sự ghi nhận của công chúng tổn thất lớn nhất sau những vụ việc trên chắc chắn là cuộc khủng hoảng niềm tin của những người hâm mộ và điều họ cần chắc chắn là nhiều hơn một lời xin lỗi Bê bối tình ái của Jack hiện tại vẫn không có dấu hiệu lắng xuống. Cụ thể, đêm mùng 7 tháng 8, Jack bị một cô gái đăng đàn bóc phốt lăng nhăng. Cô gái này có tên là TV, cho biết từng hẹn hò nam ca sĩ, nhưng cay đắng khi phát hiện bản chất trang hoa của anh, quen nhiều người cùng lúc. Gây chú ý hơn cả TV là TA, được hé lộ là nữ chính trong MV Sóng Gió của Jack. TA tên thật là Thiên An, có mối tình hơn 2 năm với nam ca sĩ, thậm chí xác nhận có con chung, song không nhận được sự quan tâm. Ngoài ra còn có một cô gái khác xác nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Jack giữa bùng binh tình ái có tên là NTQ. Cho đến tối ngày 10 tháng 8, Jack có bài đăng xin lỗi, song vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận. Chẳng những không nói rõ ràng về việc các bóng hồng trong vụ lùm xùm, anh còn không có lời xin lỗi cụ thể nào tới mẹ con Thiên An, những người được cho là thiệt thòi nhất. Đến nay, làn sóng chỉ trích nam ca sĩ trẻ vẫn đang lan rộng. Fanpage của Running Man Việt mùa 2 xuất hiện nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng về ca sĩ là một thằng con trai, kèm hashtag tẩy chai Jack. Giữa tâm bão bị chỉ trích, chúng tôi đã liên hệ với phía nhà sản xuất chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 và có câu trả lời. Cụ thể đại diện truyền thông cho biết, hiện tại ban tổ chức đã tiếp nhận thông tin nhưng vẫn chưa có phản hồi chính xác, khi nào có quyết định sẽ thông cáo sớm cho mọi người. Đại diện truyền thông cứng rắn cho biết, nhà sản xuất Đông Tây Promotion cũng như chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 hiện tại không có phản hồi gì, khi nào có thông tin mới từ nhà sản xuất, em sẽ gửi tới quý anh chị sau. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Tin tức mới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.